Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live for love, you will have it all, you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful. Is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart I mean every word. Falls in love, we'll let her go. And I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live for love, you will have it all. You look so beautiful. Underneath
I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Các cụ, các thành phần như sau.
tôi xin trân trọng rất nhiều. Cũng như thế là bà ngoại của cháu, Thúy Hiền. Tôi xin trân trọng rất nhiều. Cũng như thế này là ông bà ngoại của cháu là Trưởng Đoàn. Tôi xin giới thiệu, ông Nguyễn Văn Hoa là bố cháu Thúy Hiền. Bà Nguyễn Thị Luyến là mẹ cháu Thúy Hiền. Bà Bảo Đồng Phó. Bà Dương Thị Nga là bác vợ của cháu Thúy Hiền. Tôi xin giới thiệu, đây là bà Hoàng và cháu Thúy Hiền, con rể con dâu của hai gia đình, và cháu rể cháu dâu của hai họ, hai cháu cũng đều là các cụ ông các bà và con riêng của họ. Để những thứ ba thì chồng chẳng có tay chúc mừng cho hạnh phúc của hai cháu. Bốt tay, bốt tay. Từ ngày hôm nay, hai cháu Quang Hoàng và Thúy Hiền sẽ trở thành vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Hai gia đình của hai họ sẽ kết tình thông gia, gắn bó mãi mãi bền chặt. Một lần nữa xin kính mời các cụ con các bà tâm vào chầu mình nước chúc mừng mặt đầu tiên hai họ, đồng thời tiến hành cái nghi lễ theo truyền thống văn hóa của dân tộc. Chúng tôi bác hộ hôm nay là phần giới thiệu của họ nhà gái thì chúng tôi chắc có lẽ là lại hết người cũng quá là đông, nhưng mà khi lại dần nhiều cũng sẽ quen và sẽ rất nhiều. Thì tôi xin chúc các bạn mạnh khỏe và hiện ngày gần nhất là quê tôi chơi để thăm của thăm nhà của chú rể, thăm anh em họ hàng của chúng tôi. Một cái là cái này mà tôi xem là câu hỏi một trang. Và bây giờ là có cáo với em. Và cả tương lai là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em như thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ hoặc phải yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên
vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Sông rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ em hơn cả yêu. Trong anh bây giờ có lẽ hơn cả thank you.
ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đen về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Lòng em luôn luôn nguyện ước, chưa dù năm